Người đá phạt sẽ là Minh Trọng. Minh Trọng cởi vào. Minh Trọng có lẽ như là người đã đưa bóng thẳng vào lưới của Xuân Hoàng. Gian Clesio rất bình tĩnh, đưa chuyền dài cho Ibarra. Hải Huy, Quang Hùng phạm lỗi rồi. Một tình huống va chạm của hai cầu thủ khoác lên mình chiếc áo 34. Quang Hùng đang rất đau và thẻ vàng dành cho Doãn Công Tân. Có vẻ như là Doãn Công Tân đã dẫm vào mu bàn chân của Quang Hùng. Nét mặt cực kỳ nổi giận của Vilisa Popov. Trận đấu đang rất căng thẳng ở trong những phút còn lại của hiệp đấu thứ hai, với rất nhiều những tình huống va chạm của các cầu thủ đôi bên. Và vừa rồi thì một người cũ của BKMX Bình Dương là Rimario cũng đã phải có những sự can ngăn với Luis Antonio. Người đá phạt sẽ là Minh Trọng. Minh Trọng cởi như là người đã đưa bóng thẳng vào lưới của Xuân Hoàng. Cuối cùng thì thế bế tắc trận đấu này cũng đã được khai thông. Quá tuyệt vời. Các cổ động viên đang có mặt tại sân vận động Bình Dương, đặc biệt là các cổ động viên của đội chủ nhà, cuối cùng cũng đã có gì bàn mừng. Minh Trọng đã để lại một pha bóng thực sự ấn tượng. Một tình huống treo quả bóng về phía cột xa.